Hey. Alo, em chị nghe được tiếng em À, nói chào em. Ôi, chị nghe được rồi em. à? Dạ vâng. Chị là chị Cúc đúng không ạ? Đúng rồi, chị Cúc em Dạ ạ. vâng. Hôm nay thì mình cũng có một cái buổi trao đổi với bên nhà trường, thì nhà trường cũng rất là vui vì được gặp mặt trao đổi trực tiếp với chị. Thực ra thì cái khoảng cách địa lý của mình nó cũng hơi xa, nên là mình sẽ có một cái buổi để mình trao đổi online như thế này nhé chị. Dạ vâng, trước tiên thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn là chị đã nhận lời tham gia cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Em xin được giới thiệu qua một chút là bên phía nhà trường thì sẽ có cô Phạm Thị Ánh là trưởng phòng đào tạo sẽ cùng tham gia với mình buổi ngày hôm nay. Em thì là cô Hảo sẽ phụ trách quản lý các lớp học ở bên Alex chị ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Chứ đợt trước ý là em là Hảo đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đợt trước chị thấy em bảo chuyển vào trong miền Nam mà. Không, à, đấy là cô chủ nhiệm của bạn ấy à chị? Ngày xưa là cô Hảo cũng là một cô chủ nhiệm cho bạn ấy đúng không chị? À, đúng rồi. Đấy là cô chủ nhiệm của bạn ấy cũng tên là Hảo ạ. À. Thì cô chuyển công tác rồi. Vâng, còn em Tại vì là đợt thì có hai 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 cô trùng tên nhau đấy chị ạ. Dạ vâng. vì đợt đấy cô ấy bảo với chị vậy, Dạ vâng. chị lại tưởng là em. Vâng, thì chị Cúc có thể giới thiệu qua về mình một chút để thầy cô bên trường cũng biết rõ hơn được không ạ? Chị là phụ huynh của Việt Dũng, nhưng mà chị là dì của Việt Dũng. Gì ạ? Chị là gì? Còn ba với mẹ thì bận Dạ vâng nên ạ. nên là chị hôm nay chị trao đổi với lại trung tâm thay ba mẹ luôn. Dạ Dạ vâng. 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 Chị nhà Dũng là bạn ấy đang học lớp 12 là ở trường gì ạ chị? Ở trường Nguyễn Bình Khiêm em ạ, Nguyễn Bình Khiêm ở Hạ Long ấy. Học ở Nguyễn Bình Khiêm trường ở Hạ Long Quảng Ninh luôn đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Thì không biết là đợt vừa rồi thì Dũng thi IELTS thì bạn ấy cũng chắc là cũng có báo điểm cho mình và mình có nắm được các cái điểm các kỹ năng của bạn ấy không chị? Đúng rồi, có bên đấy thì có báo điểm. Nói chung là bạn đấy nghe đọc viết thì chị thấy cũng ổn, nhưng mà còn nói thì còn hơi Dạ ấy, vâng. Cái hơi hạn chế. điểm điểm chi tiết từng kỹ năng của bạn thì chị có nhớ không? Điểm overall thì bạn đã đạt được 7.0 đúng không ạ? Còn điểm từng thì chị có nhớ được không ạ? Với cái chứng chỉ của bạn ý ấy. Có em, bạn Dạ ấy nghe là được 8.5, đọc là 7, viết là 7, nói là 5.5. vâng. Điểm 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 nghe là được 8.5 đúng không chị? Đúng rồi. Điểm 8.5 là khá là cao đấy. Ben tối đa là 9 và được 8,5 trên 9 rồi. Không, vì bạn ấy thì nghe thì chị thấy cũng ok ấy. Nói chung nghe đọc viết thì ok, chỉ có nói thôi. Bạn này là còn hạn chế về nói. Dạ vâng. Nói chung là nếu mà để nói thì bạn ấy thực hành nhiều, luyện nhiều thì em nghĩ là sẽ có thể là nâng cao được cái điểm đen của bạn ấy hơn nữa. Dạ vâng. Cái buổi ngày hôm nay thì bên trường cũng muốn gửi cái lời chúc mừng cũng như là chia sẻ cái niềm vui này cùng với Việt Dũng cũng như là đại gia đình mình ạ. Gia đình cũng cảm ơn trung tâm. Thì chị có thể chia sẻ cho em biết là cảm xúc của mình khi mà mình nhận được cái thông báo kết quả điểm của Dũng, của gia đình mình nhận được cái kết quả này từ bên hội đồng Úc đúng không chị? Thì mình có cảm xúc như nào ạ? Lúc nhận được cũng khá bất ngờ ấy, tại vì chị cũng đang đặt kỳ vọng cho con là sớm vào 6.5 thôi. Vì vì khi mà đăng ký vào cái trường, khi mà chị tìm hiểu cái trường FPT ấy, và nếu chứng chỉ IELTS là từ 6 chấm trở lên là có thể đăng ký vào thẳng rồi. Thế là bạn đạt 7 7 chấm là đã vượt qua cả kỳ vọng của mình rồi đúng không ạ? Lúc đi thi về thì bạn ấy kêu là cái phần thi nói đầu tiên ấy, phần thi nói là vào buổi sáng ấy, bạn ấy kêu là con thấy cũng không ok lắm vì cảm giác nó không trúng những cái chủ đề con học. Lo lắm ạ. Nhưng mà còn ban chiều đi thi về thì bảo là cũng tạm. Dạ. Chắc là nếu mà ban sáng đi thi thì chắc là tâm thế cũng đang hơi lo lắng. Nên là khi mà đi thi thì những cái chủ đề, thực ra thì đối với chủ đề khi mà đi thi con sẽ xoay quanh những cái chủ đề mà con sẽ được học thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chiến thuật mà con trả lời, để làm sao mà con trả lời được ấy, thì cái đấy mới là cái Đúng quan rồi. trọng. Dạ. Thì đối với việc học tập của con thì chị Cúc là dì của bạn đúng không ạ? Đúng rồi, chị là gì À, dạ vâng, tức là em thấy là vậy thì từ trước đến giờ là cái việc được đồng hành trong việc học tiếng Anh của bạn ấy đa số là chị sẽ là người đồng hành cùng với con thay cho bố mẹ đúng không ạ?
Thực ra là bố mẹ cũng sẽ đồng hành cùng con, nhưng mà cái việc mà tiếng Anh này đa số là con sẽ tự tự học, vì À con dạ nó cũng vâng. thích tiếng Anh từ nhỏ. À dạ vâng được rồi ạ. Thì em thấy là đối với việc học tập của con thì em thấy là nếu mà có cả ba mẹ, xong là với bình thường, một bạn bình thường thì đã có ba mẹ đồng hành rồi, nhưng mà với Dũng thì lại có thêm cả dì đồng hành nữa. Đấy, dì có thể hỗ trợ cho bạn ý, cũng như là có thể hướng dẫn, hay là có thể hỗ trợ cái tinh thần cho bạn ý, thì em nghĩ là đôi khi nó là cái động lực rất là lớn để cho các bạn có thể đạt được. Em thấy là đối với Dũng là vẫn đang học đúng không ạ? Vẫn đang học với LS, học được 2/3 lộ trình thôi là bạn đã đạt được 7.0 rồi. Trong khi cái lộ trình học tập của bạn thì cái đầu ra của bạn ý, thì cô Hảo cô sẽ chia sẻ một chút là cái đầu ra lớp của bạn ý đang tham gia học là lớp đầu ra là bao nhiêu ạ? Là sao em nhỉ? À, lớp đầu ra đấy là cam kết 5.5 thôi. À, 5.0, 5.5 đúng không ạ? À, Dạ bởi vì vâng, tức là lúc đầu test vào ấy thì kêu là bạn ấy chỉ được 4 chấm thôi. vâng. Thế thì em thấy là tăng khá là nhanh đúng không chị? Tức là tăng 2 band, tăng 3 band so với cái band đầu vào, mà đồng thời lại Đúng đang học 2/3 khóa học của đầu ra 5.0 thôi. rồi. Đó, thì em thấy không biết là gia đình có bí kíp gì không cho cái việc đồng hành cùng với con, thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn được không ạ? Thực ra là cái việc đồng hành ấy là cha Dạ. mẹ với lại gì là chỉ có đồng hành về tinh thần thôi. Dạ. Với lại bây giờ cũng nói do bạn ấy là bạn ấy cũng rất là thích cái trường FPT ấy, mà kêu Dạ. là bây giờ con muốn cái đường đi nó dễ dàng nhất thì con phải luyện IELTS cho nó đạt, chứ nếu con Dạ. đợi kết quả thi tốt nghiệp thì cũng khá lâu, mà kết quả thi tốt nghiệp thì con lại còn cạnh tranh với rất nhiều bạn nữa. Đúng rồi. Thực ra nếu mà tốt Nên nghiệp cũng sẽ rất là khó. bạn ấy cũng cố gắng lắm. Dạ Với vâng. lại cô giáo dạy bạn ấy ạ, là cũng đồng hành với bạn ấy rất là sát sao á. À, vâng. Bởi vì bạn ấy học 1:1 nên là giáo viên có thể kèm sát riêng cho bạn ấy được. Bản thân của Dũng thì khi mà bạn ấy nhận được điểm thì cảm xúc của bạn như nào hả chị? Bạn ấy vui lắm, bạn ấy kêu là ô con không nghĩ được là chừng đó, con chỉ nghĩ được khoảng tầm 6.5 Dạ. Em thấy nên yeah. bạn ấy có đòi quà gì thưởng không chị? Bình thường là nếu mà vượt như thế là theo đúng ngày xưa là hay rất hay đòi quà thưởng đấy ạ. Không biết là bạn ấy bạn lớp lớp bạn này 12 là rồi. bạn này là không đòi quà Dạ vâng ạ. à. Nếu mà theo ở quê là thường hay là ăn mừng đấy chị ạ, tức là tổ chức ăn mừng đấy ạ. Thay vì bởi vì bình thường là mình con vào được đại học là mình cũng tổ chức một bữa tiệc đúng không chị, để cho con vào đại học đúng không ạ, thì khi mà con được 7.0 thì là cánh cửa đại học là con đã sẵn có rồi, thì coi như là con đã đỗ đại học rồi thì mình ăn mừng trước, sau đó thì các cái phần sau của con thì con chỉ cần tập trung để mà chuẩn bị cho việc thi tốt nghiệp, rồi con chuẩn bị các cái hành trang để con vào đại học thôi. Mấy nay trường FPT là cũng là trường rất là nổi rồi, thì cái ngành mà con có dự định thì con đã có dự định của ngành nào để con đam mê trong cái trường FPT chưa ạ? Chị đang đăng ký cái ngành ngôn ngữ Anh ấy, nhưng mà À dạ vâng. thực ra thì sẽ thích mấy cái ngành quản trị hoặc là quản trị hoặc là công nghệ thông tin hơn. Dạ. Nhưng mà bạn bạn ấy thích ngành ngôn ngữ Anh là sau này bạn thích làm về công việc gì ạ? Ngôn ngữ Anh vì Dũng thì không 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 có hay giao tiếp, không có năng động nhiều như những bạn khác. Dạ. Bạn ấy tính hơi trầm tính, do đó thì có thể Ừ. là sau này là thành biên phiên dịch cũng Bên được, phiên dịch à? hoặc Dạ. hoặc không thì chị cũng muốn, hoặc không thì có thể làm cái ngành đấy thì có thể làm biên phiên dịch hoặc là trợ lý, Ừ. hoặc là nếu mà sau này con có muốn nữa thì con sẽ đổi ngành nó cũng dễ, ví dụ như con có Ừ. thể chuyển qua marketing hoặc chuyển qua luật cũng được. Dạ. Dạ vâng. Nhưng mà cái ngành ngôn ngữ Anh là cái ngành mà bạn ý trao đổi đúng không ạ? Bạn ấy chủ động trong việc trao đổi hay là sẽ có sự định hướng của ai rồi ạ? Ngành ngôn ngữ Anh à? Ngành ngôn ngữ Vâng. Anh thì do bạn ấy, thực ra là do À. bạn ấy rất thích tiếng Anh À dạ. à, nên nên là chị cũng đang hướng bạn ấy đi vậy. Nhưng dù sao Ừ. thì trong cái quá trình học của bạn ấy thì nếu mà bạn ấy học tốt ra ấy, thì mình có thể hướng thêm một số cái ngành nghề khác nữa như Dạ chị nói vâng. đấy. Còn chị thì chị đang thích luật kinh tế cho bạn ấy, Ừ. sau này nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ xu Ừ. thế hơn. Dạ. Và Nói chung là em thấy với cái định hướng của nhà mình
mình có những cái định hướng và hỗ trợ bạn ý trong việc đưa ra những cái quyết định để lựa chọn ấy. Thì em nghĩ như thế cũng rất là tốt. Hiện tại thì bạn Dũng thì bạn ấy vẫn đang học ở bên ALES. Thì cho em hỏi một chút là khi mà bạn ấy tham gia cái khóa học ở bên ALES ấy, thì mình cảm thấy là có mang lại những cái lợi ích gì, cũng như là cái việc con học ở ALES nó giúp ích gì nhiều trong cái giai đoạn mà con trước ôn và đến khi thời điểm thi thi IELTS, thì chị cảm thấy việc học ở ALES của Dũng như thế nào ạ? À, thì tất nhiên học ở trung tâm là bạn em mới được cái kết quả tốt như vậy. Còn vì trung tâm là mình sẽ định hướng được cho bạn ấy là nên học cái gì cần học trước, cái gì cần học sau. Chứ nếu bạn tự tìm hiểu thì chưa chắc bạn đã là làm được những cái việc đó. Dạ vâng. Thường thì cái việc học tiếng Anh thì nếu mà theo hướng là bởi vì cái nền tảng ban đầu bạn cũng có đúng không ạ? Thế là lúc này khi mà test vào thì bạn cũng được tầm 4.0 rồi đúng không chị? Đó. Thế thì khi mà bạn ý học ấy thì cái con đường mà bạn ý có nền tảng và bạn ý có thể tự đi được thì bạn hoàn toàn vẫn có thể đến đích được. Nhưng mà cái quá Nhưng quá nó quá hơi trình cái lâu. thời gian đúng rồi thì nó lại lâu. Nó giống như kiểu mình đi mình bảo là mình đi từ đây mình đi ra huyện chẳng hạn. Đó thì nó giống như là mình đi bộ ra huyện thì vẫn được. Đó thì mình vẫn đến đích là đến huyện thôi. Nhưng mà nếu mà mình có môi trường, có phương pháp thì giống kiểu mình đi máy bay ra huyện vậy thì nó chỉ mất tầm 5 phút. Rồi. Đó. Và thứ hai đó là cái quan trọng nhất là mình có hướng đi có rất là rõ ràng, mình biết là mình cần phải tập trung vào đâu. Còn đôi khi ví dụ mình đi từ đây ra huyện mà mình chưa biết đường đi, có thể mình lại bị đi lạc chẳng hạn. Đó thì cái quá trình mà khi mà con học, con có môi trường, có phương pháp thì nó là bản chất là con có một cái bản đồ đi một cách rất là đúng đắn. Thứ hai làm thế nào để con có thể đi nhanh được hơn, con có chiến thuật để con đi. Thì như thế cái Đúng quá rồi. trình đạt được cái đích của con thì nó sẽ rút ngắn hơn rất là nhiều, nó tiết kiệm được thời gian. Và thứ hai là bởi vì bản thân của Dũng là học hơi muộn một chút xíu, đúng không chị? Đến lớp Đúng 12 rồi thì mới bắt đầu học thì cái thời gian nó rất là gấp rút. đấy. Thường thì với bạn mà một cái không có sự yêu thích, bởi vì Dũng có sự yêu thích tiếng Anh đúng không chị? Đấy, nhưng mà nếu một bạn mà không có sự yêu thích ngay từ đầu mà lớp 12 mà bắt đầu đi học là đôi khi là đến bây giờ thì đôi khi đang rất là lo lắng là không biết Đúng là rồi con có đấy. thể đạt được không, hay là con có cái cơ hội để vào trường hay không. Thế là rất là khó. Đấy thì em nghĩ là cũng là một cái phần mà môi trường cái phương pháp đồng thời cộng với cái sự quyết tâm, cái sự yêu thích của bạn ấy nữa. Đó, dạ vâng ạ. Đó. bạn ấy là cũng may là còn có vốn từ vựng đấy, chứ Dạ nếu mà vâng. học mà không có vốn từ vựng thì hơi khó. Dạ Và vâng. cũng có nền rồi mà. Đúng rồi, còn nên chút xíu rồi, nhưng mà thực ra thì không có từ vựng thì mình sẽ đi lâu hơn thôi. Đó, tức là đi À thì lâu tất hơn nhiên vẫn là đi đúng đâu rồi. Đi lâu chứ mình hơn, không tức là thể rút ngắn cái cái bổ thời sung gian cái được vậy. nền nó lâu hơn, đúng rồi ạ. Học vào lúc thời điểm đấy là vào năm lớp 12 rồi thì cũng khá là gấp rút. Đấy thì chắc chắn là sẽ có những cái áp lực nhất định. Thì chị có những cái lời khuyên nào cho các phụ huynh mà đang học lớp 10 hay 11 trong cái việc học IELTS ngay từ sớm để bạn ấy đỡ áp lực và có thể là có nhiều cái thời gian để mình học À, và chị theo chị thì các con có thể vào lớp 10 và lớp 11 các con nên học đi. vào. Bởi vì học trong cái quá trình đấy là các con bài vở nó cũng chưa áp lực lắm. Vâng. Yeah. Nó cũng chưa có nhiều lắm. Bởi lớp 12 các con có nhiều hoạt động nữa. Đến gần cuối năm ấy, không chỉ cái hoạt động mà ôn tập đâu. Còn chụp ảnh, còn thầy cô, còn bạn bè, rất là nhiều thứ. Đấy. Mình học qua rồi thì mình cũng biết đấy. Dạ vâng. Vậy thế nên là học sớm đi là vừa. Đúng rồi, Còn các bạn năm lớp chị 11 mà rất là nhiều nhiều những cái ngoài việc học bạn ấy còn rất là nhiều những cái hoạt động. Đúng ạ, hoạt động bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nó chiếm rất là nhiều thời gian. Đúng ạ. thế các bạn sẽ không tập trung được hết vào Dạ vâng. Đấy thì em ừ. nghĩ là với lời khuyên của chị thì với những phụ huynh mà học lớp có con đang học lớp 10, lớp 11 hoặc là thậm chí là sớm hơn nữa thì cũng cũng có thể là À, chị thấy cái quá trình nếu mà được thì cho con có thể học từ cấp 2 cũng được. vâng Cấp đúng 2 rồi cũng cấp 2 cũng được nhưng mà tránh lớp 9 ra vì lớp 9 các thực bạn cũng áp lực. ra thì nếu mà trong cái việc học tập của con ấy thì có bản thân Dũng ấy là thứ nhất là bởi vì Dũng có sự yêu thích là cái tức là cái xuất phát của Dũng là thứ nhất là Dũng có sự yêu thích này, thứ hai là Dũng có nền tảng nên khi mà test trình độ đầu vào thì Dũng có nền tảng rồi đó, thì cái lớp 12 của Dũng là một cái cơ hội để mà Dũng vẫn có thể bứt được đó. Nhưng mà nếu một bạn mà ở trình độ cơ bản và rất bình thường thì đôi khi lớp 11 ấy, lớp 11 bắt đầu học ấy, thì đôi khi cũng vẫn là muộn với các con. Bởi vì các Đúng rồi. con để mà cái quá trình mà để cho con có sự yêu thích, xong cái từ sự yêu thích đấy đến cái việc mà con bắt đầu tập trung vào tiếng Anh và bắt đầu có mục tiêu ấy thì nó không phải là một cái thời gian ngắn có thể giúp cho các con được.
Đó, Ừ. nên là đối với các con ấy mà có cái nền tảng rồi thì các con nên xuất phát từ lớp ít nhất là lớp 11 của con để con có thể đi vào, giống như Dũng thay vì con lớp 12 thì lớp 11 con bắt đầu thì có thể hết lớp 11 là con có thể xong, thì lớp 12 con hoàn toàn rất là tự do trong các cái công việc mà ở trên lớp học, hay là các cái công việc chụp ảnh ký yếu hay là thầy cô và các con, rất là dễ dàng. Đúng Nhưng mà với một bạn mà đang cái nền tảng rất cơ bản đó thì các con phải nên xuất phát từ khung thời gian là tầm đầu lớp 10, tức là khi thi xong cấp 2 rồi. nên vào lớp 10 của con thì bắt đầu cho con, thì như thế cái thời điểm đấy là thời điểm đẹp nhất, tức là trong thời gian từ lớp 10 cho đến hết lớp 11, từ cái trình độ cơ bản rất cơ bản cho đến cái trình độ IELTS 6.0 6.5, thì hết lớp 11 con xong thì lên lớp 12 thì con có thể là có thể tập trung vào các cái phần môn học khác hay là trong phần thi tốt nghiệp để con thoải mái hơn. Đó thì đấy là đối Đúng với rồi. cái việc mà nền tảng mình xuất phát từ những cái nền tảng mà học viên rất cơ bản đó, và đôi khi chưa may mắn được giống như Dũng là có sự yêu thích và có cái nền tảng ngay từ đầu rồi đó. Còn cái thứ hai đó là giống như mình trao đổi, đó là cái việc học của con là nếu mà mình có thể hỗ trợ con được thì tốt là sẽ có thể lên cho con vào cấp 2, thì như thế thì càng sớm thì sẽ là càng tốt đúng không ạ? Đó, nhưng mà nếu mà sớm quá giống như kiểu lớp 6, lớp 7 thì lại lại sớm quá, bởi vì đối với kiến thức IELTS thì nó là kiến thức liên quan đến học thuật và kiến thức liên quan xã hội. Thì lớp 6, lớp 7 thì các con lại chưa đủ kiến thức, tức là chưa đủ cái góc nhìn để con có thể đưa ra được các cái quan điểm để viết trong một cái bài viết nghị luận xã hội. Đó, nên là lớp 6, lớp 7 thì các con nên đi vào tiền đề IELTS, tức là tiền đề về 4 kỹ năng trước để sau này con đi vào IELTS được. Đó, còn khi mà ví dụ là tầm lớp 8, lớp 9 của con, tức là bắt đầu từ lớp 8 là các con có thể đi vào IELTS. Đó, thì khi mà lớp với lớp 8 mà con đi vào IELTS rồi thì lúc nãy khi mà chị Cúc có trao đổi đó là tránh cái lớp 9 ra, đúng không ạ? Tránh lớp 9 ra bởi vì con ấy con thi tốt nghiệp, đúng không ạ? Nhưng mà Lớp nếu 9. đúng rồi ạ, mình lo lắng là bởi vì lấy mất lớp 9 thì con có rất là nhiều môn để con thi vào cấp 3. Đúng ạ, giống như là cũng là một cái bước ngoặt giống như thi đại học vậy. Đó, Đúng nhưng mà rồi. nếu mà trong cái trường hợp mà con có cái sự chuẩn bị con có sự chuẩn bị ngay từ hồi lớp 8 rồi, tức là lớp 8 con được học hỗ trợ liên quan, lớp 7 con hỗ trợ về tiền đề IELTS này, lớp 6, lớp 7 con hỗ trợ về tiền đề IELTS, lớp 8 con có thể đi vào IELTS rồi, thì gần như là kiến thức để mà con thi vào cấp 3 ấy, thì nó lại không phải là cái nỗi lo của các bạn mà đã có cái tiền đề sớm như thế. Đó, cái nỗi lo vào lớp lớp 10 của các con ấy thì thường là gặp những trường hợp là những bạn ở với cái trình độ cơ bản chưa được có cái môi trường học tập và chưa được hỗ trợ nhiều, và cái việc các bạn phải tập trung rất là nhiều để các bạn ôn thi vào lớp 10. Đó, nhưng mà với những bạn mà đi thi học sinh giỏi chẳng hạn ở trường rồi, hay là ở cấp tỉnh rồi, hay là các bạn đã học IELTS rồi và lớp 8 mà các con học ấy thì thường là lớp 9 là con đã được tầm 5.0 5.5 IELTS rồi. Thì đến thời điểm đó khi mà con đạt trình độ đó thì cái kiến thức thi vào trường cấp 3 của con lại không phải là vấn đề mà lo lắng nữa. Đó. Đấy thì đó là cái quá trình mà khi mà con học. Vậy thì bản thân ví dụ như bản thân của Dũng thì nếu mà có cơ hội để mà mình quay lại là lầm tầm lớp 8 mà mình đã biết đến IELTS và biết nó có lợi ích như thế rồi, thì chị có nghĩ là mình nên đầu tư cho con từ ngày lớp 8 để đến có thể bây giờ cái trình độ của bạn có thể lên cao nữa hơn không ạ? À, tất nhiên có chứ em. Dạ. Ngày của Dũng thì chị có thể chia sẻ rõ hơn, ví dụ việc học tập ở nhà thì bạn có hay chia sẻ với gia đình hay là với dì hay là với bố mẹ nhiều không ạ? Và cái động lực của bạn ấy đến thì đa số nó sẽ là đến từ đâu ạ cho việc học tập của con ạ? À, Dũng nhà chị hả? Dũng nhà Dạ chị vâng. thì tính cách cũng hơi trầm tính. Ừ. Hơi trầm Bạn tính. ấy Dạ. bạn ấy hơi trầm tính. Bạn ấy thường thì các công việc thường thì cái việc học của bạn ấy là bạn ấy sẽ tự tự chủ động. Nếu gặp gì khó khăn thì bạn ấy mới nói thôi. Còn Dạ. lại bạn ấy sẽ chủ động trong việc học tập. À, dạ vâng, tức là rất là chủ động trong việc học tập. Ở trên lớp là bạn có học trường chuyên không ạ? Trường chuyên là trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm đúng không chị? Không, đó là trường 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 dân lập vậy, trường bình À, đấy là thường. À. à dạ vâng, tức là bạn ấy có cái sự chủ động ngay từ nhỏ rồi đúng không ạ? À, dạ vâng, được rồi. Thế thì đối với việc học tập thì bạn ấy ví dụ như có khó khăn gì bạn có hay chia sẻ không, hay là đa số là bạn sẽ tự giải quyết ạ? Bạn ấy cái gì không giải quyết được thì bạn ấy mới chia sẻ, chứ bạn ấy cũng không, bạn ấy cũng không có kêu ca, bạn ấy ít đấy. À, tích cực đúng không, khá là chủ quan và tích cực đúng không ạ, đúng không, à, nó là khá là Chị độc lập, độc lập độc lập đó. Dạ chỉ vâng, rất là là trầm độc tính thôi. lập. Rồi ạ, vậy thì đối với việc học tập của con ấy thì với như em trao đổi thì đối với Dũng là cái việc mà bạn ấy có nền tảng và có sự độc lập cho việc học tập và rất là chủ động cho việc học tập rồi, thì trong cái trường hợp với những bạn mà lại lại có cái tính sẽ khác với Dũng một chút xíu, ví dụ như các bạn này hơi ham chơi một chút xíu này, hay là các bạn không có sự yêu thích trong việc học tiếng Anh
Và hoặc là các bạn cảm thấy là cái môn tiếng Anh nó chưa thực sự cần thiết với bạn ý, tức là cái góc nhìn của bạn nó chưa đủ rộng để mà các bạn thấy được cái việc học tiếng Anh nó có lợi ích cho bạn như thế nào. Đó, mà đôi khi thì trong cái độ tuổi này thì cái việc mà phụ huynh đôi khi lại để cho con quyết định cho việc học tập. Đó, ví dụ như là đối với lớp 10, bên nhà trường gặp rất là nhiều các trường hợp mà bạn đến lớp 10 nhưng mà bạn ấy rất là ham chơi, bạn ấy không có nhìn thấy các cái việc mà bạn ấy học cần phải để làm gì cả. Nhưng mà bên phía phụ huynh thì lại thay vì là định hướng và đồng hành cùng với con hay khuyến khích tinh thần học tập cho con thì đôi khi phụ huynh lại để cho con tự quyết định trong việc học tập đấy, trong khi cái độ tuổi của bạn ấy thì bạn ấy rất là khó với quyết định đó. Thì nếu mà có một lời khuyên cho bên phía phụ huynh là những phụ huynh mà đang có con mà có trong cái độ tuổi mà hơi ham chơi một chút xíu, các bạn lại không có tập trung trong việc học tập, thì mình có cái lời khuyên trong việc mà đồng hành và định hướng cho con như thế nào để mà có thể giúp các bạn đó có thể hỗ trợ và cũng như là tập trung vào việc học tập hơn, thì chị có thể chia sẻ giúp em được không ạ? Theo chị ấy thì bây giờ cái thế hệ bây giờ không giống cái thế hệ như mình ngày xưa. Đúng Mình rồi ngày ạ. xưa là mình tự chủ động, và mình ngày xưa Đúng. là nó không có nhiều cám dỗ như bây giờ. Nên Dạ. hiện tại ấy, theo chị thì cha mẹ mà đồng hành được với con cái không phải chỉ trong quá trình học tập đâu, mà cả trong cuộc sống, trong cả tình cảm nữa, thì lúc đấy Dạ. mình mới có thể nói chuyện với con được. Dạ. Chứ còn Đúng rồi ạ. rất nhiều người con mình nói bây giờ hắn phản bác mình là bây giờ cha mẹ như thế là không 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 phải suy nghĩ của các con nó khác, hoặc có khi hắn ấy còn không nói cả suy nghĩ của hắn ấy mà hắn cứ ý hắn làm, Đúng thế nên rồi, là cũng đúng rồi. khó lắm. Đúng rồi. Bởi thế nếu mà cha mẹ mà có thời gian ấy thì nên đồng hành với con từ trong cuộc sống ra đến ra đến học tập, chứ không phải chỉ là chỉ trong học tập thôi. Vậy là trong Học học tập tập. không mà không học tập không mà không hiểu tâm lý của hắn là hắn sẽ không chia sẻ cái gì hết. Và bây giờ Đúng rồi. mình đang không biết là nó suy nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, thì làm sao mà mình khuyên bảo được. Đúng rồi, đúng rồi. Tức Kể là cả tâm sinh lý cũng thay đúng đổi rồi. rất là nhiều. Dạ. Tức là đầu tiên là hiểu về tâm lý của con. Mà để hiểu được tâm lý của con thì phải hiểu cuộc sống của con, đúng không ạ? Hiểu Đúng cuộc rồi. sống của con đang va chạm những cái gì, con đang tiếp xúc những gì, con cảm xúc của con như thế nào, hay quan điểm của con như thế nào về trong cái việc đó. Thì từ cái việc hiểu tâm lý đó thì mình biết cách định hướng cho con. Đó, mà dựa trên tâm lý đó để định hướng làm sao cho con cảm thấy là vừa đúng ý mình lại vừa thỏa mãn được con, đúng không ạ? Đúng Những cái đấy thì rất là khó, đúng không chị? nó rất là khó đấy, cả một quá trình không Dạ. Thế thì dễ. em nghĩ là cái quan trọng nhất là phụ huynh thay vì là để cho con tự quyết định, đúng không ạ, thì đầu tiên là mình cũng phải đi vào xem là cái suy nghĩ của con đang gặp khó phần nào. Ví dụ có nhiều bạn ham chơi, các bạn ấy không học tiếng Anh, đôi khi không phải là các bạn ấy không tức là đôi khi không phải là các bạn ấy cảm thấy là bạn không học được tiếng Anh mà các bạn ấy bị sợ trong việc học tiếng Anh, tức là bị sợ. Ví dụ như là ngày trước có thể ở trên lớp của bạn ấy chẳng hạn, bạn ấy tiếp xúc một giáo viên và giáo viên ấy làm cho bạn ấy cảm thấy rất sợ môn đấy. Ví dụ như có thể là đưa cho bạn cái áp lực, hoặc đôi khi kiểm tra bài bạn liên tục, hoặc là đôi khi lại trao đổi những cái lời lời khá là nặng nề với bạn ấy chẳng hạn trong việc bạn ấy không làm tốt, thì từ những cái cảm xúc đó làm cho bạn ấy cảm thấy là bạn không có năng lực trong cái việc học tiếng Anh. Tức là bạn tự chê rằng mình yếu kém và không có năng lực đó, hoặc là các bạn ấy cảm thấy là sợ tiếng Anh và không muốn bắt đầu lại, sợ là sẽ lại diễn ra cái việc mà ví dụ bạn ấy không biết lại có người khác sẽ là gì lại trao đổi với bạn những cái điều mà bạn không biết, bạn lại lo lắng đó. Thì Đúng. có rất là nhiều tâm lý của bạn là cái việc mà học tiếng Anh lại không phải là vì bạn ấy không cảm thấy là bạn ấy không học tốt hay là bạn ấy cảm thấy bạn không có năng khiếu, mà đơn giản là bạn ấy sợ tiếng Anh, bạn có một cái ác cảm nào đó từ trước rồi, và để mà phụ huynh thì đôi khi lại không nhìn vào việc đó mà chỉ nhìn vào hiện tại, kết quả hiện tại của con lại không đạt và nghĩ rằng con không có năng khiếu trong việc đó và không nên đầu tư vào việc đấy bởi vì gì, con không có năng khiếu. Nhưng mà khi mà ví dụ bên nhà trường các thầy cô khi mà test trình độ đầu vào ấy thì thường các bạn ấy dễ dàng chia sẻ hơn, tức là các cái cô trẻ thì hiểu được tâm lý của các con Phải và đôi khi phải trao đổi được rồi rồi. thì các con lại dễ chia sẻ được rằng vấn đề của con không con muốn học tiếng Anh, con muốn đạt cái này nhưng mà con sợ cái này sợ cái kia. Thì đôi khi những giáo viên những thầy cô tư vấn thì lại phải trao đổi lại với mẹ rằng con đang gặp vấn đề áp lực này chứ không phải là con sợ tiếng Anh. Đấy, thì đôi khi cái việc mà học tập với con, đồng hành với con ấy, thì mọi thứ đều có cái nguyên nhân, lý do, và đôi khi mình phải tìm ra lý do đấy để làm động lực cho con, đúng không ạ? Đó, thì cái việc mà em thấy là đối với chị Cúc là một người mẹ, đúng không ạ? Vậy thì chị có thể chia sẻ rõ hơn những cái những có những cái chia sẻ những cái tip, những cái mẹo nào để mà có thể hiểu được con hơn, chị có thể chia sẻ được không ạ?
Chị thì chưa có con lớn bằng anh lớn đúng không rồi. Cún. Con nên là nếu mà với con nhỏ của chị ấy, là hàng ngày chị sẽ hỏi xem là bạn ấy hôm nay bạn ấy sẽ như thế nào, và bạn ấy sẽ trả lời ở trên trường bạn ấy như thế nào, bạn ấy chơi với những ai và bạn ấy chơi với những bạn nào, các bạn ấy của bạn ấy tính cách như thế nào, bạn ấy sẽ chia sẻ hết với mình. Vậy sau này chị nghĩ kể cả con mình có lớn lên đi chăng nữa ấy, thì mình cũng cũng nên nên hỏi con như vậy. Chứ rất nhiều bậc cha mẹ là khi đi học ấy, có khi con mình bướng bỉnh thì lại về hỏi là hôm nay cô có đánh con không. Thì như thế là chị thấy có nhiều phụ huynh như vậy, như thế là tự dưng là con nó sẽ có một cái áp lực là à Đúng rồi. về là cha mẹ hỏi, nên là nó sẽ Hỏi. chú ý đến cái việc đấy, à hôm nay các bạn có đánh con không, cô có đánh con không, hay là cô ấy như con như thế nào. Thay vì việc như thế, tại sao mình không hỏi là hôm nay con đi học có vui không, Rồi. con chơi với các bạn như thế nào, các bạn có thương con không. Tức là cái câu hỏi thay vì tập trung vào những cái rất là tiêu cực đúng không ạ? Thì mình tập trung cái cảm xúc tích cực cho bạn ý thì bạn sẽ tập hướng cái cảm xúc tích cực đấy vào cái việc học tập hơn đúng không ạ? Tức Đúng là ví dụ như mình chính vì đôi khi mẹ ba mẹ lo lắng là đi học là rất áp lực rồi. đúng không Ừ. ạ? Đi học này bị cô giáo đánh nên là về hỏi để chỉ hỏi những cái câu hỏi liên quan đến là đi học có áp lực không, đi hỏi có đi học có bị đánh không đúng không ạ? Đấy thì thay vì đó thì em thấy là cái câu hỏi để em của chị em thấy là các phụ huynh cũng sẽ học được rất là nhiều cái đấy ạ. Đúng không? Mình tức là ví dụ như là khi mà mình câu hỏi thì mình sẽ theo hướng là mình hỏi như thế nào, hôm nay con học như thế nào. Thì con sẽ tự chia sẻ được là à con nay Đúng con vui ra sao hay con buồn ra sao. Đó, chứ không phải là một câu hỏi đóng là hôm nay con có buồn không, hôm nay con đi lớp của con có như thế nào không. Đó, những cái câu hỏi không đó làm cho con cảm thấy là con không chia sẻ được nhiều. Đó, thì em thấy là một câu hỏi mà em thấy là các chắc chắn là phụ huynh cũng sẽ có thể học được rất là nhiều thứ. Đó. Ví dụ như là cái việc mà học tiếng Anh chẳng hạn, đôi khi lại phụ huynh lại hỏi là à, học tiếng Anh con thấy khó không? Đó, thì thay vì đó thì mình sẽ đặt câu hỏi là à, con thấy là việc học tiếng Anh như thế nào? Đó, Đúng rồi, thì là các bạn câu ấy sẽ trả tự lời nó chia sẽ sẻ khác. cảm xúc của bạn. Đúng rồi ạ. Đó, thì em thấy là một cái câu rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cả nghệ thuật trong việc trao đổi và câu đặt câu hỏi đấy chị ạ. Đó, dạ Còn vâng. sau này các bạn mà lớn lên ấy, thì mình cũng phải tìm hiểu dần tâm sinh lý của các bạn. Đúng rồi. Lúc đấy là các bạn sẽ có rất nhiều mối quan hệ nữa, Đúng rồi. không phải chỉ có xung quanh gia đình mà lại còn có bạn bè. Mà đôi khi mình cũng không kiểm soát được mối quan hệ đúng không ạ? Đúng rồi, mình không kiểm soát được, thì mình kể cả ngay từ cái việc nhỏ nhặt nhất, khi mà mình thấy bạn ấy nghe một cái bài hát chẳng hạn, thì mình cũng phải xem là cái nên nên nghe cái bài hát của bạn ấy nó như thế nào, Như nào? cái nội dung của bài hát ấy ra làm sao. Đấy là từ những việc nhỏ nhất. Dạ. Để mình hiểu được bạn ấy đang nghĩ gì đúng không chị? Đôi khi một bài hát nói lên tâm trạng đúng không Hoặc là xu thế. ạ? Hoặc Đúng có rồi. thể là cái bài hát ấy hiện tại nó là cái xu thế bây Đúng giờ, rồi. thì mình cũng phải nghe để mình trao đổi được với con, à bạn thấy cái bài này nó như thế nào đó. Thì có thể là bạn ấy một cái việc nhỏ thì bạn ấy sẽ trao đổi mình với Đúng mình rồi. những cái việc khác nữa. Đúng rồi, Chứ đúng còn nếu rồi. không là khoảng cách càng ngày càng xa, Dạ không dạ không dạ vâng. không gần các bạn được. Dạ vâng. Và với như chị Cúc thì mình đang ở Đà Nẵng, thì cái việc đồng hành học với Dũng với chị thì là mình cũng đồng hành online thôi đúng không chị? Đúng rồi, bình thường là chị gọi điện, chị nhắn tin thôi. À đấy, thì mình Lâu lâu thì chị về. và mình ở xa rồi, đồng hành xa cùng với bạn ý rồi đúng không ạ? Thì khi mà chị em thấy là các bạn ấy học online á, thì rất là nhiều phụ huynh khi mà con học online thì cũng rất là lo lắng, sợ không hiệu quả bằng cái lớp học trực tiếp ấy. Với lớp học trực tiếp lúc nào cũng gặp thầy cô, hoặc đôi khi là bố mẹ đến trực tiếp để trao đổi với thầy cô. Đấy thì người thật việc thật đúng không ạ? Đấy thì cái việc mà đồng hành online như thế, học online như thế thì có rất là nhiều phụ huynh đang lo lắng. Nhưng mà trên thực tế thì kể cả Dũng nữa và các bạn ấy khi mà học online, nhất là học trực tuyến ở ALES, thì các bạn ấy học lớp 1-1 cũng như là học mà một thầy một trò như thế, thì các bạn lại đạt được những cái band điểm IELTS hoặc thậm chí là vượt band như bạn Dũng nhà mình đúng không ạ? Thì trên cả cái sự mong muốn của gia đình luôn, thì chị đánh giá cái môi trường học trực tuyến của ALES nói chung cũng như là cái mức độ uy tín của trung tâm như thế nào, và chị có thể chia sẻ thêm để các phụ huynh mà đang lo lắng như thế thì có thể yên tâm hơn khi mà cho con học trực tuyến không ạ? Chị thấy là xu hướng mới ấy, là người ta sẽ học trực tuyến nhiều hơn là người ta học đến nơi đến nơi. Bởi vì học trực tuyến này các con có thể, thật ra các con vẫn có thể trao đổi trực tiếp với lại giáo viên, và
Tức là vẫn được tương tác với mà giáo viên luôn đúng đúng không ạ? rồi, Còn học một một đúng nữa. rồi. Mà ngoài ra học một một nữa thì khi mà trao đổi có khi là mình tiếp xúc thực tế thực mặt với nhau ấy, thì các bạn ấy đôi khi các bạn lại không dám nói, nhưng mà ở À. xa có thể là các bạn ấy có thể sẽ tâm sự được, Ừ. sẽ nói lên những cái Đôi khi này hơi mà ngược đời một chút xíu chị nhỉ? à, bởi nhiều cái nó cũng hay lắm. Dạ. Nhưng mà chị thấy là càng ngày học trực tuyến nó sẽ càng hay hơn. Dạ. Sau này có khi con gái chị cũng muốn cho nó học trực Dạ. Vâng. Em thấy tuyến. cái lớp học mà ví dụ như cái em đa số các bạn ấy học trực tuyến ấy thì các bạn một một nữa nên là cái việc mà các bạn ấy tương tác với thầy cô trong cả một cái giờ học 1 tiếng hoặc là 2 tiếng như thế thì ở trên lớp thì chị hình dung một cái lớp đông đúng không ạ? Bạn ấy học mà có thể khoảng 10 đến 15 bạn. Đấy, các bạn ấy tương tác với giáo viên thì cái thời gian mà để bạn nhà mình bạn ấy được tương tác nó sẽ rất là ít. Còn đây bạn ấy học trực tuyến một một thôi thì cả một cái buổi học như thế 1 tiếng hoặc 2 tiếng thì bạn ấy sẽ được tương tác hoàn toàn với giáo viên. Đấy. Thêm nữa là giống như việc là bạn ấy học với giáo viên thì bạn ấy sẽ được lựa chọn có thể là tìm hiểu những cái giáo viên mà nó phù hợp với mình, rồi giáo viên hiểu Đúng tâm rồi. lý. Vâng, đấy thì có thể là khi mà mình cần hỗ trợ gì hay là trao đổi với giáo viên thì nó cũng sẽ tiện hơn rất là nhiều đúng ạ? Dạ Thực ra thì đối với cái độ tuổi của các bạn thì nó là độ tuổi tâm sinh lý bắt đầu phát triển rồi, tức là lớp 10, lớp 11, lớp 12 nó rất là rõ rệt. Nó rất là rõ rệt và đôi khi là các bạn ấy cũng sẽ là thứ nhất là cái hai tâm lý mạnh của bạn ấy là các bạn ấy rất là thích thể hiện trong cái độ tuổi đó. Dù các bạn ít nói hướng nội hướng ngoại nhé, nhưng mà bên trong bạn ấy rất là muốn được thể hiện. Cái thứ hai là các bạn ấy muốn được ghi nhận. Đó, tức là những cái công sức mà bạn ấy trao đổi hay là giáo viên phải ghi nhận cho bạn hàng ngày. Thì như thế Đúng các bạn ấy cảm có cái sự khuyến khích hàng ngày thì bạn ấy có động lực trong việc học tiếng Anh. Có nhiều bạn trong đợt vừa rồi các bạn thi để mà các bạn xét tuyển vào đại học thì bên nhà trường rất là nhiều bạn đi thi và cũng như là các bạn đạt được cái band cao. Có những bạn là 7.0, có những bạn 7.5 mà cũng tham gia cái lộ trình 5.0 và 6.0 đấy. Đó thì có nhiều bạn là khi mà ngày trước là không có nghĩ là mình sẽ học được tiếng Anh. Không nghĩ là mình học được IELTS. Và ngày trước mà lên lớp 10 á, là con vào trường chuyên là con học chuyên toán. Đó, và nghĩ là mình sẽ theo khối là toán lý hóa. Sau đó đến lớp 12 khi mà con học xong ALS thì lại chuyển hướng là sang toán lý Anh khối A1. Đó, tổ hợp là A1. Và khi mà con đi thi thi thử, con thi IELTS xong rồi con được 7.5 thì con thi tốt nghiệp thì con về con tự tin trao đổi với mẹ là mẹ ơi con chưa thấy câu nào là khó với con cả. Đó, tức là cái sự tự tin mà bạn ấy trao đổi mà ngày trước nếu mà phụ huynh có trao đổi là nếu mà lớp 10 mà hỏi nó ấy, thì tức là nếu mà nó đến tiếng Anh là nó không muốn nói đến, tức là không muốn là mẹ trao đổi gì thêm về cái môn đấy với bạn ấy cả. Dạ vâng. Nhưng mà lên lớp 11 thì thấy là mọi người xong rồi chị gái cũng trao đổi chị gái lên đại học rồi thì chị gái bảo là môn tiếng Anh rất là quan trọng thì bắt đầu là quan tâm nhiều về việc học đại tiếng Anh hơn. Sau đó là khi mà tham gia học tập ALS thì lại đi học lại rất là tốt mà đi thi lại được 7.5 nữa. Đó thì bây giờ thì cái việc tự tin trong việc học tiếng Anh thì lại chỉ muốn nói về tiếng Anh, tức là bạn ấy giỏi nói tiếng Anh hơn là nói tiếng Việt. Đó, dạ vâng, tức là bây giờ thì cái việc mà bạn ấy nói thì bạn ấy cũng sẽ hướng nội giống như bạn nhà mình đấy ạ. Giống giống như Dũng nhà mình ấy. Thế là bạn ấy khi mà nói tiếng Việt thì bạn cũng không nói nhiều. Nhưng mà nói tiếng Anh thì bạn ấy nói rất nhiều. Đó, nói với giáo viên thì bạn ấy nói rất nhiều. Đấy, bạn chia sẻ rất nhiều. Thì đấy là một cái bước ngoặt rất là lớn cho cái việc mà là cái việc giáo viên khi mà phụ huynh chia sẻ rằng giáo viên trong lớp học của bạn ấy thì khuyến khích bạn ấy rất nhiều. Tức là trong lớp của bạn ấy để bạn ấy chia sẻ, bạn Đúng đưa ra rồi. các điểm ý kiến rồi xong ghi nhận bạn hàng ngày, xong cái bài tập về nhà bạn ấy nộp các cái vlog nói của bạn ấy thì giáo viên có những lời khen trong nhóm ấy thì về mẹ lại khen thêm, tức là về lại mẹ lại trao đổi thêm rằng à hôm nay giáo viên trao đổi với con như thế này thì mẹ thấy là rất là tích cực, mẹ thấy là phát âm hay là cái phần nói của con đang rất tốt đấy, thì tự nhiên bạn ấy cảm thấy hứng thú hơn, tức là bạn từ cái niềm tin là tầm lớp 10 là không học tiếng Anh, xong lớp 11 mình nghĩ là mình có thể học tiếng Anh được, đến lớp 12 thì mình lại rất thích tiếng Anh. Đó thì là cả một quá trình khích lệ và quá trình để cho con được thể hiện. Đúng rồi. Đó, dạ vâng. Các bạn ấy là rất thích được 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 khen. Đúng rồi, Để nói đúng hơn là được khen. đúng Lớn nhỏ gì khen một chút cũng vui. rồi, dạ vâng. Ghi nhận một chút cho bạn ý để bạn ấy cảm thấy có động lực hơn, đúng không chị? Thì đúng rồi. Bạn Dạ, nào dạ cũng vâng. thế, tâm lý vậy mà. Dạ, Khen một chút là thích lắm. đó. Thì đấy thì em cũng mong muốn là các phụ huynh khi mà mình có những cái sự đồng hành với con thì trước tiên đi vào trách móc con thì hãy ghi nhận con trước. Còn nếu mà có phần nào con chưa đúng thì ghi nhận xong rồi mình sẽ cùng góp ý thì như thế con sẽ Đúng dễ rồi. dàng nghe hơn, đúng không chị?
Đó, hoặc không là như giống như chị trao đổi đó là đôi khi con lại phản bác lại nếu mà không đúng đấy. Tức là nếu mà không ghi nhận trước thì đôi khi con lại phản bác lại. Và đôi, đó. Bây giờ các cô tiếng Anh mà ngày xưa dạy là dạy theo phương pháp truyền thống, Đúng dạy theo truyền thống như thế là chỉ có chê các bạn thôi, không có rồi. khen các bạn nhiều. Dạ. Nên hồi chị nhớ là hồi học cấp 2 là Dũng Dũng mới đầu là nó học ok lắm, nhưng Dạ. mà sau ấy là bạn ấy không có thích cái cô dạy tiếng Anh của bạn Ừ. ấy, với lại cái tuổi đấy là bắt đầu tâm sinh lý thay đổi Tâm kìa, thay đổi, dạ. đang thay đổi. Xong cô không biết là hôm đấy bạn ấy làm cái gì nhỉ, mà cô nói không đúng sự thật đấy, là Ừ, dạ. bạn ấy không thích cô luôn. À. Xong rồi từ đó đấy, đôi khi lại không thích tiếng Anh nữa chị ạ. Không, tiếng Xong. Anh thì bạn ấy vẫn thích, nhưng có nghĩa À, là vẫn thích. bạn ấy rất là chống đối trong cái giờ tiếng Anh của cô ấy. À, tức là thể hiện thái độ Không, luôn đúng không chị? thể hiện thái À. độ không không thích trong cái giờ tiếng Anh của cô luôn. Dạ vâng. Nhưng mà bình thường thì về nhà bạn ấy nghe, hoặc bạn ấy xem phim, hoặc bạn ấy làm gì đó là bạn ấy toàn nghe tiếng Anh thôi. Nghe Bạn tiếng ấy Anh. không có bạn nghe tiếng Ừ. Dạ vâng. Đó thì Anh. với của Dũng thì bạn ấy học được 2 phần 3 chặng đường thì bạn đã đạt được 7.0 rồi. Đó, nhưng mà đối với học viên của ALS thì các học viên vừa rồi đạt thi thì các bạn cũng đa số là học 2 phần 3 lộ trình là các bạn sẽ đi thi luôn bởi vì các bạn cần điểm luôn để đi thi á để mà có thể xét tuyển thẳng. Thì đối với các con thì khi mà các con tham gia, các phụ huynh tham gia rồi thì các phụ huynh có thể có sự an tâm rất là nhiều. Và đôi khi là mình lại cũng không quá quan tâm về phần cam kết nữa bởi vì con vượt rồi mà. Đó. Đúng Nhưng rồi. mà có nhiều phụ huynh ấy, thì đôi khi họ đang quan tâm đến môi trường của ALS nhưng lại họ rất là quan tâm cái việc mà cam kết đầu ra của các con. Mà cái cam kết ở đây nó không phải là cái việc đầu ra mà là cái cam kết là học đến bao giờ cho con được học lại cho đến khi nào có đạt thì thôi. Đó, rất nhiều phụ huynh là thấy là so sánh rằng môi trường kia cho con chị thấy là cho con học đến khi nào đạt thì thôi. Đó, còn ALS thì trong cái việc học tập của con ấy thì các con trong cam kết của các con là con sẽ được hỗ trợ 15 buổi học tập bổ trợ cho con để mà con nếu con đi thi mà con chưa đạt thì 15 buổi đấy là 15 buổi tập trung đúng vấn đề của con để con đi thi lại con đạt điểm. Đó, thì nhiều phụ huynh lại rất là so sánh là sao lại 15 buổi thôi mà chẳng phải là học cho đến khi nào đạt thì thôi. Đó, thì phụ huynh đang tập trung là cái việc mà không tập trung vào cái việc học chính của con để làm sao đến cái thời điểm đó con đạt. Mà phụ huynh chỉ tập trung vào là học càng dài thì càng tốt để cho con khi nào đạt thì thôi. Nếu mà bây giờ chưa tập trung thì về sau con tập trung thì con vẫn có thể đạt được. Đó. Vậy thì đôi khi cái việc mà học cho đến khi nào đạt thì thôi làm cho cái tâm lý là ngay từ lúc ban đầu khi con join vào học ấy hay là phụ huynh join vào học ấy thì cái sự quyết tâm nó không có ngay từ ban đầu. Đó, Đúng tức là bởi vì đằng nào mà nếu mà không đạt thì sau này con vẫn học lại mà. rồi. Đấy thì cái việc mà đến cuối thì lúc mà không đạt đến lúc thi cam kết không đạt rồi thì lúc đấy bắt đầu chạy tăng tốc thì như thế lại không kịp nữa. Đó, thì chị có những lời khuyên gì cho bên phía phụ huynh cho cái việc học tập của các con thay vì là mình tập trung quá nhiều vào việc mà là 15 buổi hay là cả một quá trình học tập sau này của con mà thay vì đó hãy tập trung quyết tâm ngay từ ban đầu để đến thời điểm đó hay là như bạn Dũng nhà mình đến 2 phần 3 chặng đường là con có thể đạt được cái mục tiêu rồi thì như thế cái hiệu quả hơn rất là nhiều mà cái việc học lại đôi khi nó sẽ rất là nản cho con nản bởi vì con đã mất rất nhiều thời gian phụ huynh đã rất nhiều mất nhiều thời gian đồng hành rồi mà cuối cùng không có kết quả gì nhiều đó thì chị có thể có những lời khuyên cho cái việc mà cho bố mẹ và cả các con tập trung ngay từ ban đầu tập trung vào kết quả chính của con cái việc học tập của con cho đến khi mà con đạt vào cái cam kết đầu ra ngay từ ban đầu thì sẽ giúp cho con nhiều hơn thay vì là học đi học lại ạ. Thực ra thì cha mẹ là lúc nào cũng 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 quan tâm đến cái việc đấy là tâm lý nhá, chị đang nói tâm lý Đúng nhá, rồi, đúng rồi, đấy tâm lý đúng rồi ạ, tâm lý chung nhé. là sẽ quan tâm đến cái việc là con làm sao mà phải đạt được cái đầu ra trường đó, nên Đúng phụ rồi. huynh chưa quan tâm đến cái việc cái thời gian mà con cần đạt được. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà theo chị ấy, thì tốt nhất là nên khuyến khích các con là đạt được trong quá trình học thôi, chứ không nên kéo dài, bởi vì kéo dài cũng giống như mình thôi, mình thi một lần không được, lần sau mình bắt đầu mình thấy nản và mình thấy lo Đúng lắng rồi. nhiều hơn thì Đúng càng chưa rồi. chắc đã Đúng rồi ạ. Thì nên. có nhiều phụ huynh là khi mà bên về ALS là các con đã học ở môi trường khác rồi. Và các con cũng học là tức là các con được cam kết là học đi học lại cho đến khi nào đạt thì thôi. Nhưng mà các con được đầu tư ngay từ hồi lớp 9 và đến lớp 11. Thì khi mà quay lại với ALS, các trình độ đầu vào thì các con vẫn đang ở trình độ cơ bản. Tức là các con vẫn đang ở trình độ nền tảng. Là kém hơn của Dũng ấy. Dũng là 4.0 rồi, còn có bạn kia chỉ là tầm 2.5 thôi. Đó. Và khi mà mình chia sẻ thì bạn thì trao đổi rằng ngày trước là học là con không đạt thì con được học lại. Và con học lại 2 khóa rồi, nhưng mà con vẫn không đạt.
Đó, bởi vì dài quá rồi nên con nản và con cảm thấy là cái phương pháp nó không phù hợp, môi trường không phù hợp, cứ bắt con học mãi thì làm sao con đạt được. Đó, thì cái việc mà sau đấy khi mà quay lại thì cái việc học tập của LS thì mình tập trung vào cái trong cái quá trình chính, bởi vì có thể ngày trước có con là lớp đông nữa chị ạ. Lớp đông nên là cái việc học tập của con học lại nó dễ dàng hơn, chứ là con hết lớp này con không đạt thì con sẽ vào lớp đông khác để con học. Nhưng mà nếu mà lớp 11 ấy của con ấy thì giáo viên sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho cái việc học tập của con. Tức là một giáo viên phải chịu trách nhiệm một mình con, thay vì là một giáo viên chịu trách nhiệm cho cả lớp thì cái việc mà cái độ trách nhiệm của họ sẽ không thể cao bằng được. Và khi mà giáo viên đấy phải khi mà nhận lớp thì phải cam kết rằng à tôi có thể hỗ trợ bạn này có thể đạt được cái trình độ này hoặc có thể đạt sớm hơn. Thì như thế cái cam kết của cả giáo viên của cả học viên quyết tâm trong cái việc học chính của con nó sẽ cao hơn rất là nhiều, và bản thân phụ huynh cũng sẽ xác định rằng à vậy đến thời điểm đấy là con chắc chắn phải đạt được, thay vì là đến cái thời điểm sau sau nữa thì con mới quay lại việc học thì như thế lại mất thời gian. Đó. Vậy thì đối với cái việc mà học tập của các con ấy thì đối với Dũng thì trong cái quá trình sắp tới của con là bắt đầu con vào FPT rồi, thì mình đã có những cái sự chuẩn bị trong việc giấy tờ để cho con nộp hay là những cái xét tuyển của con thì mình đã có những cái phần chuẩn bị như nào cho con rồi ạ? Cái đó thì là sau khi mà có chứng chỉ trước 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 đó là chị đã hỏi tham khảo về cái FPT rồi, sau khi có chứng chỉ là mình đã gửi cho bên đó, và bên đấy thầy cô đã làm thủ tục hồ sơ cho bạn ấy rồi, chỉ cần đợi là bạn ấy ra trường là mình làm, Là vào học bạn ấy ra thôi đúng trường xong là không đi học thôi. À, ạ? tốt quá. Dạ. Thế là xong xuôi hết các thủ tục rồi đúng không chị? Thủ tục hiện tại thì bên đấy họ đang làm xong rồi đấy, họ có thông Dạ. báo sơ tuyển rồi đấy. À, dạ vâng. 7.0 thì chắc chắn là bạn sẽ ok rồi đúng không ạ? Còn với việc học tập thì bạn ấy có những cái mục tiêu học tập cho cái thời gian đại học chứ chị? Ví dụ bạn có hào hứng vẽ năng cái mục tiêu hay là sau này bạn ấy sẽ như thế nào không ạ? Bạn có thể chia sẻ với chị không ạ? Bạn ấy thì hiện tại bạn ấy còn đang bảo con cũng chưa biết sau này con như thế À, tức nào. là biết là mình thích ngôn ngữ Anh thôi, nhưng mà cũng sẽ chưa Biết biết là mình là sẽ vậy như thôi, nào. Dạ. nói chung là biết là thích Anh, biết là thích học tiếng Anh thôi, nhưng mà sau này định hướng như thế nào thì mình cũng còn phải đồng hành cùng con, chứ Dạ. con cũng chưa thể chín chắn để mà Đúng rồi, để ra được đưa ra những quyết cái quyết định. định. Dạ, vâng, được rồi ạ. Thì em thấy là đối với việc học tập của con như thế thì cả ba mẹ và cả dì đồng hành nữa thì em thấy là rất là tốt. Chị Cúc này, mình đồng hành với bạn ngay từ nhỏ hay là trong cái đoạn tiếng Anh này mình bắt đầu đồng hành với con trong việc học tiếng Anh ạ? À, chị đồng hành với bạn từ nhỏ. À, từ nhỏ luôn Ừ. ạ? Từ À, nhỏ dạ luôn, vâng. về bạn ấy là con lớn của chị gái chị. Thế là À, rồi, dạ vâng. À, dạ vâng, em thấy là vậy, tức là trong cái việc học tập của con đối với việc học tiếng Anh là bố mẹ sẽ giúp cho con về phần tài chính hay là chị sẽ là người hỗ trợ cho con về tài chính trong việc các việc học tập của con ạ? bố mẹ là chính chứ. À thế. Em cảm giác là bởi vì chị đồng hành với con ngay từ nhỏ em cảm giác như là chị là người mẹ thứ hai để hỗ trợ con ấy. Để mà Bạn nuôi ấy thì con. không 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 có. À. Bạn ấy thì sẽ chia sẻ với chị, nói chung là chia sẻ nhiều với lại chị hơn là chia sẻ với bố mẹ đấy. Dạ, tức là thân hơn đúng không ạ? Tôi khi dễ chia sẻ hơn. Dễ chia sẻ hơn. Còn Dạ, đương dạ nhiên là vâng. về còn đương nhiên là về tài chính thì phải cha mẹ chứ. Dạ vâng. Tại vì em này sợ là ngay từ đầu là mình hỗ trợ con ngay từ đầu ấy. Là mình nuôi con ngay từ đầu ấy ạ. Và đồng hành cùng với cả ba mẹ luôn ấy Có ạ. thể là Thế bạn đi. là người thấu hiểu được cái tâm lý của bạn ý ấy. Có thể là bạn ấy sẽ thích là cho được chia sẻ với chị hơn là chia sẻ với bố mẹ ấy. Đấy, có thể Chia là sẻ khi con con cái tôi vậy mà hơn, đúng và đôi khi trao đổi với dì nhiều nhiều cái nó sẽ dễ nói hơn là với ba mẹ, không? với bạn ý. Và đấy, như cái buổi hôm nay mình trao đổi ấy thì em thấy là rất là ý nghĩa, mình lại được lắng nghe những cái gì chị chia sẻ, cũng như là mình đồng hành với bạn ý như thế nào, hỗ trợ không chỉ riêng bạn Dũng mà kể cả với bạn nhỏ nhà mình, hay là có thể là chia sẻ với các phụ huynh sắp tới mình sẽ cần phải đồng hành với con như thế nào trong cả cái vấn đề việc học tập cũng như là cả bên ngoài đời sống của bạn ý. Đấy thì em cũng rất cảm ơn chị là hôm nay mình đã tham gia cái buổi trao đổi cùng với bên nhà trường ấy chị nhá. Và hiện tại thì bên trường thì cũng có đang cái chương trình đôi bạn cùng tiến ấy, để được nhận 10 buổi học nữa, thì nếu mà khi mà mình giới thiệu một bạn học viên đăng ký học tại trung tâm thì Dũng nhà mình sẽ được tặng 10 buổi học nữa, thì không biết là trong gia đình mình hay là người thân bạn bè
có ai có nhu cầu học tiếng Anh thì chị có thể giới thiệu đến bên trường để có bên trường có cơ hội giúp cho bạn ấy có thể học có môi trường học phát triển tiếng Anh tốt hơn đấy, cũng như là bạn cũng nhà mình sẽ được tặng thêm 10 buổi nữa không ạ? À được, có thì chị sẽ giới thiệu mà. Dạ vâng chị. Nếu mà mình có bạn nào có nhu cầu học thì mình cứ trao đổi với bên nhà trường nhé chị nhé. À Dạ thường bạn chị là con thì đang hơi nhỏ, vâng. nếu mà con của bạn chị ấy là các bé còn 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 tầm học lớp cấp 1 thôi, Dạ vâng. đại là học cấp 1 thôi. Các con nhà chị thì học mà cũng lớp 9 rồi, lớp 8, lớp 9 rồi. Dạ vâng. À Thì với thì bên để nhà có gì chị trường thì sẽ dạ vâng, bên nhà trường thì sẽ hỗ trợ tất cả những cái bạn học viên mà có cả chương trình học cấp 1 hoặc cấp 2, cấp 3. Đấy, hoặc là kể cả người đi làm cũng có, thì nếu mà mình có những các bạn ấy có nhu cầu học thì chị cứ giới thiệu đến bên nhà trường để bạn ấy có thể thứ nhất là bên nhà trường cũng có cơ hội là được đồng hành cùng với các bạn. Thứ hai là các bạn cũng có một cái môi trường học tập mà có thể là được phát triển như bạn Dũng nhà mình đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều vì hôm nay mình cũng dành thời gian để tham gia cái buổi trao đổi rất là ý nghĩa với bên nhà trường chị ạ. được. Dạ vâng. Thì cũng cảm ơn nhà trường trong thời gian qua đã đồng hành cùng Dạ với vâng. Dũng. Thay mặt cho bên bộ phận phòng đào tạo thì em cũng cảm ơn chị Cúc rất là nhiều. Thứ nhất là mình dành thời gian hôm nay chia sẻ. Em nghĩ là cũng là một cái thời gian mà trong khoảng thời gian tầm 1 tiếng đúng không ạ? Cũng là cái thời gian khá là quý báu mà chị dành thời gian cho bên nhà trường chia sẻ thì em thấy là trân trọng. Và thứ hai đó là cũng xin chúc mừng cho việc học tập của Dũng đã đạt được cái mục tiêu để cho bạn ấy có những cơ hội và những có những cái phần tương lai cho bạn ấy rõ ràng hơn. Đó. Và cái thứ ba đó là đối với việc chia sẻ của chị chắc chắn là những cái chia sẻ mà em thấy rất là trân quý để mà hỗ trợ cho tất cả phụ huynh đôi khi còn đang lo lắng với việc học tập của con thì cũng là một cái phần chia sẻ để định hướng và cũng như là để có thể giúp cho phụ huynh có thể an tâm hơn phần nào đó, và cũng như là đồng hành với con tốt hơn cho cái việc học tập của con và sự phát triển của con sau này đó. Thì cảm ơn chị Cúc rất là nhiều và hy vọng là bạn bé nhà mình đó thì trong thời gian tới bạn cũng sẽ phát triển nhiều hơn chị nhé. Đó, và nếu mà có cơ hội mà bạn ấy có thể học tập tại LS hoặc là các môi trường mà người thân bạn ấy có thể học tập tại LS thì bên nhà trường cũng rất là mong muốn có thể sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng với con và cũng như là giúp cho bên gia đình để đảm bảo và đạt được cái mục tiêu mà gia đình đề ra chị ạ. Đó, và cuối cùng thì cũng cảm ơn những cái feedback của chị đó, nó là những cái feedback mà dù là có những feedback rất là tốt, có những feedback mà mình sẽ bên nhà trường sẽ cần phải ghi nhận và cần phải xem lại để làm sao có thể hỗ trợ cho các con để làm sao mà có thể tốt hơn thì em cũng rất là cảm feedback rất là chân thành của bên phía gia đình dành cho bên phía nhà trường nhé chị nhé. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị có rất là nhiều. Dạ. Rồi Dạ chị cảm vâng. ơn các cô. Vậy Dạ dạ vâng, cho em cho gia đình cho bên nhà trường cũng gửi lời chúc mừng đến Dũng chị nhé. Bên nhà trường cũng có gửi bằng khen đúng không ạ? Và bằng khen thì không biết là gia đình nhận được chưa ạ? được rồi em. À dạ vâng. Bên nhà trường sẽ có bằng khen cũng như có phần thưởng dành cho con. Thì đối với phần thưởng thì bên phía cô Hảo sẽ liên hệ với bên gia đình để có thể hỗ trợ cái phần thưởng dành cho Dũng chị nhé. Về những cái cố gắng của Dũng có thể đạt được chị ạ. Đó, dạ vâng. Em xin phép và cảm ơn chị và cô nhân bên trường xin phép là mình sẽ dừng cuộc phỏng vấn ở đây ạ. À rồi. Dạ vâng, em xin phép chào chị. À, Dạ vâng, em chào chị ạ. chào em. Dạ, dạ vâng. Chào em nhé. Dạ.